cao quá nên làm gì cũng cao không quá 3 con 4 con. Nào này là chậm lắm. Chích. Nhỏ thôi. Đi thôi.
vào thành phố thì thứ nhất rất chú ý quan sát tới tình trạng là của chị. Chào anh em làm gì uống nào, không quá ba này con bốn con. Thế mà đến lúc bệnh phát thì giá phát 400, vãi cả mắt rồi. Cái cảnh thịt lợn ấy tối mà ừ. Thịt nhéo rồi tối mà thịt lợn ống lợn hôm đấy là thịt nãy 5 giờ hơn 5 giờ mới thịt má nóng lợn sạch chứ rồi đã sạch kéo rồi bọn em hết thịt rồi bọn em không muốn ăn thịt mua ngoài chợ thì bọn em vặt ra bọn em thịt